Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang cho biết, công tác chuẩn bị điều kiện về sản xuất như cấp mã số vùng trồng, phòng trừ sâu bệnh, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cơ bản đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Năm nay sản lượng nhãn của toàn tỉnh ước đạt hơn 23,3 nghìn tấn, trong đó khoảng 1,5 nghìn tấn dự kiến sẽ xuất khẩu đi các thị trường như là Mỹ, Australia, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc.